Học từ người thành công và thành công luôn. Anh chị có đang liên tục học tập phát triển bản thân hay không? Có 3 cách để mình học. Thứ nhất là học từ người từ kinh nghiệm thất bại của bản thân. Đây là cách cực kỳ không thoải mái, là cách bạn phải tự học, tự làm. Và nếu như mình sống mà cứ làm rồi cứ sai, rồi cứ sửa, như vậy thì mình sẽ mất rất nhiều thời gian. Và giả sử như nếu như mình còn trẻ, mình mới có 10 tuổi, mình học, mình làm sai, rồi mình sửa thì lúc đó mình còn nhiều thời gian. Nhưng mà nếu như ngày hôm nay mình đã 30 tuổi, 40 tuổi và có thể lớn hơn nữa mà mình mới bắt đầu để học tập phát triển bản thân, thì bạn sẽ có nhiều thời gian để sửa chữa hay không? Và nhiều người đã chọn cách thứ hai, đó là học từ kinh nghiệm thất bại từ người khác. Đây là cách mà bạn sẽ học thông qua những thất bại của người khác. Mình thấy họ thất bại rồi, họ có cách hành xử đó, họ có những cái thói quen đó khiến cho họ có những kết quả không được tốt. Anh chị sẽ tốt nghiệp đại học luôn, mình né tránh luôn, mình sẽ không có sai phạm cái điều đó nữa. Ví dụ như có một người cha, anh ta rất yêu thương vợ con, nhưng anh ta lại gặp một vấn đề, đó chính là anh ta bị nghiện rượu. Và mỗi lần mà đi uống rượu về thì anh ta lại có hành xử là anh ta đánh vợ, anh ta la con. Và hằng ngày cái đứa con nó cứ lặp đi lặp lại, nó chứng kiến cái cảnh cha của mình nghiện rượu, rồi đánh mẹ, rồi mẹ của mình không vui và nó nhìn như vậy, nó bị sốc. Rồi nó rút ra một cái bài học kinh nghiệm là nếu như sau này mình bị nghiện rượu thì vợ của mình, con cái của mình nó cũng sẽ bị buồn như thế, và nó sẽ ra quyết định rằng là tôi sẽ không bao giờ nghiện rượu. Và đó chính là cách mà mình học từ kinh nghiệm thất bại của người khác. Và cái cách này sẽ giúp cho anh chị giảm thiểu được những cái rủi ro, những cái thất bại, nhưng vẫn chưa phải là cách hiệu quả nhất. Cách nhanh nhất là cách tốt nhất, nên chúng ta phải có cách học thứ ba. Và đây chính là một cách học cực kỳ tâm đắc. Và đây cũng chính là lý do vì sao rất là nhiều anh chị em trong môi trường của câu lạc bộ có được sự thành công rất là nhanh, nhanh hơn rất là nhiều người ở ngoài kia, là bởi vì đã áp dụng cái cách học thứ ba này. Thay vì dành thời gian công sức để học từ thất bại của chính bản thân và học kinh nghiệm chưa thành công của người khác, thì hãy dành thời gian, công sức và tiền bạc của mình để học luôn những kinh nghiệm của người thành công. Nếu như mà có một cái công thức thành công thì mình hãy bê nó về và mình ráp vô để mình có được thành công luôn. Lý do tại sao những người rất giỏi nhưng lại chưa có được sự thành công nhanh? Bởi vì là họ quá giỏi nên họ rất thích đi nghiên cứu, chứng minh cái công thức đó. Nhưng chứng minh công thức thì không có ra tiền. Ráp công thức vào thì mình ứng dụng mới có thể tạo ra được kết quả. Nên là anh chị nào mà mình cứ đang nghiên cứu những cái công thức của người thành công thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian. Thay vì vậy, hãy dành cái thời gian đó để ráp cái công thức vào để tạo ra kết quả luôn. Ví dụ một minh chứng điển hình cho cái việc học từ người thành công và thành công luôn, đó chính là đất nước Hàn Quốc. Hàn Quốc là một trong những con rồng châu Á và có GDP đầu người rất là cao, thu nhập trung bình của người dân Việt Nam mình từ 6 đến 7 triệu một người. Thu nhập trung bình của một người dân Hàn Quốc là 50 triệu một người. Và nếu như chúng ta nhìn lại lịch sử của Hàn Quốc thì Hàn Quốc cũng là một quốc gia đi từ con số 0. Trước đây họ cũng có chiến tranh, vậy thì họ đã chọn cách học như thế nào mà khiến cho từng người dân trong đất nước Hàn Quốc ai cũng có thu nhập cao? Bởi vì chính phủ Hàn Quốc đã bê nguyên cả cái tập sách giáo khoa của chính phủ Nhật Bản để mang về dạy cho người dân của mình, trừ 2 môn văn và môn lịch sử thôi. Còn trên cái TV thì mà chiếu cho người dân xem thì chỉ có 2 kênh thôi, đó chính là chủ đề làm người và chủ đề làm kinh doanh. Và đó là một trong những chiến lược học từ người thành công và thành công luôn. Trí tuệ của người dân Hàn Quốc sau chiến tranh, họ cực kỳ tài giỏi bởi vì họ luôn luôn áp dụng cái chiến lược đó, chính là học từ người thành công, và họ thành công luôn. Và sau đó chính phủ Hàn Quốc đã cho sinh viên qua Mỹ để học về điện ảnh, lấy các công nghệ ở Mỹ đưa về để làm phim của Hàn Quốc luôn. Và bao nhiêu anh chị ở đây, mình rất là mê phim Hàn Quốc, rất là mê nhạc K-pop ạ. Và chính vì vậy Hàn Quốc trở thành một trong những con rồng của châu Á. Bao nhiêu anh chị nghe tới đây xong, mình thấy rất là có lợi ạ.
Và bao nhiêu anh chị ở đây kể từ giờ phút này trở đi, mình sẽ lựa chọn cái chiến lược đó chính là học từ người thành công và mình sẽ thành công luôn. Và mình sẽ khiến cho cuộc đời của mình, tuy rằng mình phát triển bản thân ở độ tuổi chưa có phải là còn trẻ, nhưng mà mình vẫn có thể tạo ra sự thành công nhanh hơn những cái người trẻ đi trước. Và cách để anh chị có thể tiết kiệm được thời gian đó chính là hãy học từ người thành công và thành công luôn. Và mình cũng bắt đầu biết cái việc học tập, phát triển bản thân và phát triển cái công việc kinh doanh của mình ở độ tuổi là 40, và cũng không phải là quá trễ. Và mình cũng cảm thấy mình rất là may mắn khi mình biết tới môi trường của câu lạc bộ, và những anh chị doanh nhân này đã truyền lại cho mình cả một combo, cả một chuỗi kiến thức có sẵn, và mình chỉ cần học đúng cái bộ công thức thành công đó, ráp cái bộ công thức thành công đó vào công việc kinh doanh của mình, và mình đã có thể xây dựng một cái công việc kinh doanh của mình. Xây dựng cho mình được một cái công việc kinh doanh tự động hóa, tạo ra dòng thu nhập thụ động cho mình. Và bao nhiêu anh chị ở đây, mình mong muốn có được sự bứt phá và có được sự thành công nhanh nhất cho mình. Vậy thì chỉ có một con đường duy nhất thôi, đó chính là học từ người thành công và mình thành công luôn. Nếu như anh chị ở đây mình chưa có được môi trường, chưa có được cái bộ công thức của người thành công thì không sao cả. Anh chị có thể quay trở lại đây thì mình comment video này hoặc liên hệ thông tin trên trang cá nhân của mình. Có thể mời anh chị, mình có thể mời anh chị vào học tập và đồng hành chung với câu lạc bộ nhé. Nếu như anh chị thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy follow mình để nhận thêm được nhiều bí kíp hơn nữa nhé.